Vợ của kẻ chủ mưu Bùi Văn Công phớt lờ khi nghe tiếng nữ sinh kêu cứu yếu ớt. Nằm trong phòng ngủ, Thu còn nghe tiếng cô gái đi giao gà khóc lóc, kêu cứu yếu ớt vì bị chói, nhét rẻ vào miệng. Thậm chí tối mùng 2 Tết, thấy Phạm Văn Nhiệm hãm hiếp nạn nhân trong phòng ngủ, Thu còn nói, chúng mày đừng làm trò đó trong buồng của tao. Kính thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ nữ sinh đi giao gà bị sát hại gây rúng động dư luận. Gần 2 tháng xảy ra trọng án, cơ quan điều tra đã khởi tố 8 bị can về các tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, tàng trữ trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm. Các đối tượng này gồm Bùi Văn Công, chủ mưu, Bùi Thị Kim Thu, vợ Công, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lương Văn Hùng, Lương Văn Lả, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Dũng là anh trai Nhiệm và Cầm Văn Trương. Theo tờ Bảo vệ pháp luật, Thu khai nhận, đêm 30 Tết đến rạng sáng mùng 3, cô ta biết chồng là Bùi Văn Công 44 tuổi và đồng bọn đã khống chế rồi hãm hiếp nạn nhân. Nằm trong phòng ngủ, Thu còn nghe tiếng cô gái đi giao gà khóc lóc, kêu cứu yếu ớt vì bị chói và nhét rẻ vào miệng. Tối mùng 2 Tết, thấy Phạm Văn Nhiệm hãm hiếp nạn nhân trong phòng ngủ, Thu còn nói, chúng mày đừng làm trò đó trong buồng của tao. Theo an ninh thủ đô, đối tượng Bùi Thị Kim Thu được cho là người biết rõ hành vi phạm tội của chồng và đồng bọn suốt 3 ngày đêm, nhưng lại không tố giác tội phạm, cố tình đồng lõa che giấu. Cũng chính Thu giả vờ tình cờ là người đầu tiên phát hiện ra thi thể nạn nhân Duyên sáng mùng 7 tháng 2, sau đó báo tin đến cơ quan công an, rồi tung nhiều thông tin giả nhằm gây khó khăn cho công tác điều tra. Cơ quan điều tra xác định, Thu ít nhất 2 lần chứng kiến những kẻ đồi bại hãm hại nữ sinh Duyên ngay tại ngôi nhà cô ta sống chung với Công ở xóm 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Đây là hiện trường chính của vụ án, rất gần nơi thi thể Cao Thị Mỹ Duyên được tìm thấy. Đáng chú ý, qua lời khai của Thu, cơ quan điều tra đã thu giữ được một số vật chứng, dấu vết trong nhà Bùi Văn Công. Đặc biệt, cảnh sát đã thu giữ một số chiếc đệm bông gạo loại dành cho ghế ngồi là vật chứng bảy tên sử dụng khi xâm hại nạn nhân trong phòng khách nhà Công. Bùi Thị Kim Thu đã tìm cách bao che cho tội ác của chồng và đồng bọn, nên dù không trực tiếp thực hiện tội phạm, song người đàn bà này cũng đáng bị lên án, bị phán xét không kém những con thú đội lốt người trong vụ án này. Theo lời khai của các đối tượng tại cơ quan công an, bọn chúng đã đưa nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên về nhà Công từ tối 30 Tết, sau đó chói tay, nhét rẻ vào miệng nữ sinh, rồi liên tục thay nhau hãm hiếp nạn nhân tại nhà đối tượng này cho đến khi sát hại nạn nhân. Những dấu vết cảnh sát thu được tại buồng ngủ của vợ chồng Công có nhiều phần trùng khớp với lời khai của các đối tượng. Được biết, nhiều mẫu vật thu được trong lần khám nghiệm tại nhà đối tượng Công đã ngay lập tức được đưa về Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, địa chỉ ở Hà Nội, để tiến hành xét nghiệm ADN, xét nghiệm sinh học, sinh hóa. Mấy anh em chị em lên mà, 4-5 người, 6 người lên. Thế là nhà chị gần đây à? Đây, ngay đây mà. Thế nhưng mà bây giờ... Em lên mà lại... Vậy em mòn đấy mà này. Nhưng mà lúc mấy giờ là em đưa chuyện đấy? Thì tự nhiên em lên mà này. Mấy giờ chứ? Lúc ấy tầm 10 giờ. 10 giờ tầm 10 sáng à? Sáng nay này. Tầm 10 giờ sáng nay này. Nhưng mà lúc đấy này em thấy nó chết cứng rồi đúng không? Chết cứng rồi. Nhưng mà cái vùng này chết thì không phải chứ, chắc là phải nó 30 cô ạ. Chứ chắc nó phải là 30 bởi vì trời nắng như thế này. Vì là như thế này. Mình dựa vào cái lời khai và lời nói của bảo vệ trên cầu đường. Vâng. Là có nghĩa là hôm 7 giờ hôm 30 ấy, 7 giờ đêm hôm 30, tối hôm 30 đấy, có chiếc xe máy vào đấy thì lại tưởng là thằng em rể lên đấy thắp hương. À. Thế là bắt đầu là, thế là cuối cùng không ra xem nghe chưa, thì vào xe máy vào một lúc là đi. Thế là bắt đầu, thì là ông xã thì mình vào ấy gọi hai thằng đấy ra mà này. Bảo vệ ở đấy mà, gọi nó ra thì mình, nếu mà biết là bảo vệ ở đấy thì mình vào mình gọi. Thế nhưng mà không biết, mình lại nghĩ là ở đấy không có ai. Thế mình về mình gọi ông Lực thì ông Lực lại đi phố. Thế mình gọi ông xã nhà mình. Thế nằm bắt đầu là mình bảo chỉ sợ là kiểu nhỡ tự nhiên lại làm ơn lại mắc oán kiểu mình thấy người ta lại nghĩ sai về đúng mình rồi, ấy. Đúng rồi, thì đúng lại gọi người để chứng kiến. Đúng thế, rồi, cái đấy là đúng. Thế là bắt đầu là... mình mới đi gọi không có số của công an xã này thì là lại đầu số. Thế là lại gọi cho 113, thế là 113 mới cho người lên. Thế, nhưng mà lúc đấy là nhà mình gọi là lúc khoảng 10 giờ đúng không? Tầm đấy. Em đoán tầm đấy thôi chứ còn cũng không xem đồng hồ. Cái hôm 30 là mình có thấy ví dụ như là có 2-3 người đèo nhau lên đây không chứ? Không nhìn thấy. Thì em có nhà đâu, mãi sáng nay mới về cơ mà.
Mấy tháng nay mới về thì là đã bảo là hai vợ chồng đi thân ở dưới. Đấy vô tình thôi. Vô tình mình lên trên đấy thì bắt đầu mình thấy đầu tiên là nằm như thế nào em? Vẫn có nghĩa là nằm cứ nằm ngửa tơ hơ như thế này. Đấy. Mũi hiểm mũi mặt được không? Bảo hiểm đủ mặt. À, có nghĩa là trên tay sang ra. Áo còn mặt không ạ? Không, kiểu úp kiểu. Cái áo trên người còn mặt không ạ? Áo có. Có mặc áo. Nhưng mà anh hỏi em nhé là cái nhà này là bây giờ là ai đang quản lý á? Cái thằng em rể. Em rể nó mua thì nó cầm chìa khóa chứ không có ai quản lý hết. Em rể em đúng không? Em rể em rể, quản lý. Em rể em đấy, em rể chồng. Đấy. Em rể chồng là thằng Khuê đấy, Khuê đấy. À Khuê à? Và còn chồng em cái là gì Khuê, cái gì Khuê? Bùi Khuê. Bùi Khuê đúng không? Vâng. Giờ đang trú ở đâu chứ? Đang nó là ở trên Thanh Minh ấy. Ở chỗ cái gì nhỉ? Chỗ khách sạn Giang Tỏi ấy. Đấy, ở gần ngay chỗ khách sạn Giang Tỏi ấy. Đấy. Nó thế ở là, đấy thế là thế là chú ý về cách về ăn Tết là bao nhiêu ngày rồi? Đâu nó có ở đây đâu. Nó nhà nó để không chứ. Nhà để không lâu nhà rồi để đúng không? Không sử dụng đến đúng không? Không sử dụng đến. Thì ý em là chắc khi nào kiểu em cứ nói ra mồm là ra Tết em lên đấy ở thì là cái cô này cô nghe thấy. Cô nghe thấy thì là hôm nay cô mới đưa lên, cô mới chặn đường cô đưa lên. Thế thế là đưa em lên thì là em mới lên thôi. Còn không thì em không lên. Bây giờ nói chẳng giấu thì em đã bảo là em ăn xong Tết em không về nhà ở với ông kia mà em lên đấy em ở trong nhà cho chú mà. Thế là đến lúc 10 giờ là mình lên trên đấy là mình thấy cô Duyên đấy là cô ấy làm xong xoài đấy rồi đúng không? Làm xong xoài kiểu hai chân tay giang ra mà. Nhưng mà cơ quan pháp y họ đã phỏng vấn cô gì chưa? Chưa. Có nghĩa là mới hỏi cung thôi, kiểu vâng. Có nghĩa là hỏi để biết, để nộp lên bản. Vâng, em làm bằng chứng. Đấy, làm bằng chứng thế thôi. Đấy là... Vì là gọi lên mình đã lên đâu, còn đang bận thì đang chạy lung tung ở dưới này để tìm được em để lấy chìa khóa để xem nó lên để bây giờ chìa khóa. Bây giờ là công an xã và bên cả bên pháp y cũng ở đây rồi, kênh ra ngoài này rồi, kênh ra ngoài cửa này để mổ rồi. Thế pháp y họ không phỏng vấn đâu, phỏng vấn chỉ bên cảnh sát điều tra người ta phỏng vấn thôi. Không, cái này họ không phỏng vấn mà bây giờ họ đang giữ hiện trường. Trước Tết là chị vẫn ở đây xong rồi Tết mới về à? Đâu, trước Tết là em làm ở dưới phố, em sáng nay em mới về. Là chị chưa ở cái nhà này bao giờ? Chưa ở bao giờ. Đấy, chưa mấy là ý định về ở thôi. Với lại ý định về ở chứ không phải là ở rồi. Thế mà cái chủ đấy là chủ thứ hai của cái nhà này rồi ạ? Chủ thứ hai rồi, còn chủ cũ, chủ chính ấy là bây giờ ở dưới Thanh Luông ấy. Nhưng bây giờ, chuyển xuống Thanh Luông. Anh hỏi em là bây giờ là cái nhà đấy là cô ấy nằm ở trong nhà hay là nằm ở cạnh bên ngoài nhà? Có nghĩa nằm ngoài chung lớn, chung ra. Nợn mà. Ở trên phơi anh nhìn thấy mà ở ngoài. Trong nhà có chìa khóa đâu mà vào trong nhà mà nằm trong nhà. Thằng chấu. Thằng chấu đấy là không cái. Có chấu. Có cái hẻm, cái hẻm đi vào chung gà đúng không? Không, ở đấy có cái gì mà non như kiểu chấu. Đấy mà bạn đang. Lúc ấy, mọi lần thì sợ. Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên xuất hiện mâu thuẫn trong lời khai của vợ chồng Bùi Văn Công. Liên quan tới vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên, hiện đang phát sinh nhiều tình tiết mới, lời khai của đối tượng Bùi Văn Công vẫn còn những mâu thuẫn cần làm rõ. Như đã đưa tin, chiều 21 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã bắt thêm 3 người liên quan vụ nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị hiếp dâm, cướp tài sản và sát hại dịp Tết Nguyên đán. Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, nhóm bị can vừa bị bắt tạm giam để điều tra bao gồm Phạm Văn Dũng sinh năm 1972, anh trai bị can Phạm Văn Nhiệm, Bùi Kim Thu sinh năm 1975, vợ bị can Bùi Văn Công và Cầm Văn Trương sinh năm 1974 cùng ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Do vụ án này phát sinh nhiều tình tiết mới, vẫn còn những nghi vấn cần được làm rõ. Vì vậy, Tổ công tác của Cục Cảnh sát Hình sự, Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an tiếp tục lên Điện Biên để phối hợp với Công an địa phương tiến hành khám nghiệm lại ngôi nhà của đối tượng Bùi Văn Công để điều tra làm rõ. Cũng theo nguồn tin trên, cho đến nay, lời khai của đối tượng Bùi Văn Công vẫn còn những mâu thuẫn. Ngay cả đối tượng Bùi Thị Kim Thu cũng vẫn còn dấu hiệu vòng vo, chưa thành khẩn, bao che cho chồng. Các điều tra viên kỳ cựu, nhiều kinh nghiệm của Cục Cảnh sát Hình sự và Công an tỉnh Điện Biên vẫn đang tích cực đấu tranh khai thác với cặp vợ chồng này. Trong khi đó, các đối tượng còn lại đã tỏ ra thành khẩn hơn,
khai những thông tin trùng khớp với dấu vết để lại tại hiện trường và những tài liệu khác mà cơ quan điều tra thu thập được. Đến nay, cảnh sát xác định căn nhà của Bùi Văn Công mới là hiện trường chính của vụ án, các vị trí khác là hiện trường vụ. Sáng 23 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Điện Biên phối hợp cùng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh khám nghiệm lại nhà của vợ chồng Bùi Văn Công và Bùi Kim Thu ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Công được xác định là chủ mưu vụ án, còn Thu có bị nghi ngờ, có hành vi che giấu tội ác cho chồng cùng với đồng phạm. Hơn 50 cảnh sát đảm bảo an ninh khám căn nhà cấp 4 chừng 100m2. Cán bộ của Cục Cảnh sát Hình sự cũng có mặt. Tại căn nhà này, lần khám nghiệm trước, cảnh sát đã thu giữ ma túy và phát hiện vết máu của nạn nhân ở thùng xe tải của Công. Một cuộc họp gồm đại diện Cục Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Điện Biên, Viện Khoa học Hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên đã diễn ra với những phân tích nhận định rất quan trọng được đưa ra, giải mã dần những nghi vấn trong vụ án. Một trong những điều bất ngờ trong vụ án này chính là việc nhân chứng đầu tiên phát hiện ra thi thể nạn nhân lại chính là đồng lõa với nhóm tội phạm. Đối tượng Thu ban đầu lên làm việc tại cơ quan công an với tư cách người làm chứng. Nhưng khi về đến nhà gặp ai cũng kể lại việc cơ quan công an hỏi gì để bắn tiếng cho những đồng phạm của chồng chưa bị bắt biết được nhằm tìm cách đối phó. Đây cũng chính là vấn đề cơ quan công an gặp khó khăn trong quá trình đấu tranh phá án thời gian qua. Hiện tại cảnh sát đang tiếp tục điều tra làm rõ, mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng liên quan.